Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh phát hiện 32 vụ xâm hại tình dục trẻ em với 35 đối tượng phạm tội. Hậu quả 31 trẻ em bị xâm hại tình dục. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ xâm hại tình dục trẻ em tăng 3 vụ. Tính chất, mức độ, các vụ xâm hại có xu hướng nghiêm trọng hơn. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các địa phương nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong phòng chống, trấn áp tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, đồng thời thực hiện hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm ở địa bàn cơ sở để làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em từ sớm, từ xa, từ cơ sở.